Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành NG đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Thì chúng ta sẽ vào thời nào và chúng ta đang cố gắng đến với con Heric này. Nói chung là rất là khó, tỷ lệ ra cực kỳ khó anh em ạ. Nhưng vẫn phải chơi thôi, không có cái nào khác cả. Rồi chúng ta sẽ đi... chỉ có duy nhất một cái sự kiện thôi anh em ạ. Hiện tại là tất cả là chỉ có một cái sự kiện này thôi. Chúng ta không thể nào mà lấy được mắt vàng luôn nhỉ. Anh em nào đang chơi cái con kia không? Hiện tại là không thấy. Bạn sẽ nhận được thêm 6 mảnh của Blacksmith và bạn sẽ mất thêm một số cái con gì gì đó nữa này. Và chúng ta sẽ mất mảnh của Antimes. Ok, không sao, chúng ta sẽ đổi cái con này nhé. Lấy được 6 mảnh của Blacksmith luôn. Tội gì mà không chiến nhỉ. Đấy luôn. Đấy, đã xong. Chúng ta đổi rất là nhiều luôn anh em ơi. Cộng thêm 6 mảnh của Blacksmith à. Đấy, mình có 42 mảnh đấy anh em. Mình hoàn toàn có thể đổi để lên để có thể grab được con này. Với chúng ta sẽ đổi cho bạn đấy con rất nhiều người thích cái con gì nhỉ? Đâu ta? Đây, Antimes. Mình có rất là nhiều mảnh của Antimes nên mình sẽ đổi luôn. Không vấn đề gì cả. Đổi luôn bạn ơi. Xem có ai đổi cho tôi không. Cái này nó sẽ trụ vào tầm khoảng 6 tiếng. Đấy. My trade cứ để đấy nhá. Và hy vọng là chúng ta sẽ đủ mảnh để triệu hồi ra Blacksmith anh em ạ. Blacksmith rất là ngon nhé. Ok, chúng ta sẽ lấy coin và tiếp tục là đi lấy thêm những cái hòm Heroic trong cái có chứa mảnh rồng xịn anh em ạ. Có tỷ lệ ra thôi. Nhìn chung là thì nó cũng không cao lắm. Tỷ lệ ra là cái mảnh có đấy rất là thấp. Nhưng vì thế không sao cả. Và sau này thì chúng ta sẽ đổi lại cho anh em là được. Thế thôi, đơn giản thôi mà. Ok, chúng ta sẽ lấy hết tất cả cái đống điểm đấy nhé. Bên này thì 5 tiếng nữa thì chúng ta mới lấy được cái số coin này. Ok, chúng ta sẽ lấy ở bên này nhé. Rồi chúng ta sẽ lấy tất cả coin á. Cái này không có lấy full coin thành ra lâu nhỉ. Mất thời gian thật sự luôn. Rồi chúng ta sẽ lấy cái đống này luôn nhé. Trên này cũng sẽ là như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chúng ta đã lấy xong rồi nè. Bây giờ thì sẽ lấy cái gì đây? Chúng ta sẽ lấy cái gì bây giờ? Đấy, bây giờ mình ra có 1.112 điểm. Night Tower. Và không có quest gì cả. Quest cũng không có gì cả. Chúng ta sẽ đi vòng lên lấy cái hòm này trước này. Hòm này hình như là sẽ có kem cùng. Ui giời, có 1 điểm. Đen nhở? Đen thật sự luôn. Chỉ có 50 trong này thôi anh em. Nên nó khá là dễ. 2 này. Thôi có game không nhở? Hy vọng sẽ có tí game nào đấy. Khoảng hơn 300. Xuống dưới này. Đi vòng vèo xuống dưới. Ui được có 2. Chúng ta đang bị gọi là đi lại này 3 lần rồi. Mất khoảng hơn 100 điểm rồi mà vẫn chưa đi đến đâu cả. Mất tận 1 điểm nhở? Đen vãi cả trường luôn. Trưởng anh em ạ. Rồi chúng ta xem nào, 3 điểm. Ok, 1, 2, 3. 1, 2 và 3. Sẽ có 2 điểm bên này. Để mở nó ra. 50 coin. Chưa có 50 coin nữa. Ui, đen đủi thế. Quá đen rồi anh em ạ. Mở nào, trong này có gì đây? Diamond off. Chắc chắn sẽ lên cái hòm. Đảm bảo luôn nhưng mà sẽ mất quá nhiều điểm luôn rồi. Trong này có chứa gì đây nhỉ? Thôi có 10.000. Cái tỷ lệ ra mảnh của cái con kia nó thấp lắm anh em ạ. Có phải nói như vậy cực kỳ thấp.
Giờ ta sẽ đi lên trên nhé. Lên trên thôi, sau khi lấy tất cả cái hòm mà cần thiết thì đi lên trên thôi. 3 điểm, yes, hay lắm. Như vậy là chắc chắn là tôi sẽ có thể lên trên được. Không biết được, tại vì là nếu mà một thì hơi đen. Và mình sẽ được thêm một số cái op của mấy con Big Rock Star gì đấy. Đấy, 3 điểm luôn. Tuyệt vời, thật sự luôn. Lên rồi, yes. Bây giờ nó sẽ là 75 điểm và nó cũng sẽ có hai hòm dành cho chúng ta. Khá căng nhỉ. Chúng ta lấy thêm cái hòm nữa đi anh em ơi. Sự kiện này chúng ta còn... Ui, 1 điểm. Trời. Đen đủi thế này. Tap open. Sẽ 74 điểm vàng. 3 điểm. Ôi trời ơi, có 2 điểm rồi à. Open, open hòm 23.200. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ô kìa. Vậy này khá là 1 điểm. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái hòm nữa trong này. Không biết là có đi được xuống dưới không nhỉ? Đi không nhỉ? Cái này có một cái đường lên đấy anh em. Nhớ nhé. Hòm được lấy luôn. Đi vòng qua đây lấy hòm này xong quay ngược lại. Hợp lý phết đấy nhỉ. Đây có đường lên này. 3 điểm, ok hợp lý rồi. Hòm rồi. 20 game, ui ui what the fuck. Ui ngon lắm anh em ạ. Tỷ lệ ra có 20 game luôn kìa. Ngon vãi xít luôn ạ. Ngon vãi xít. Điểm để mở rồi chứ. Ui. Thật sự đã vãi nhờ. Vãi trưởng rồi anh em. Hết rồi. Hết điểm rồi. Tôi đi được khoảng một lần nữa nhỉ. Hết rồi đấy. Ba lần. Đi được thêm một lần nữa. Đi cái hòm này sướng vãi. Toàn đồ xịn. Đồ xịn sò với đồ ngon thôi anh em nhá. Rồi. Chúng ta sẽ có thêm khá nhiều điểm ở đây nữa. Ui, đã nhờ. À, có người đổi này anh em. Và chúng ta hoàn toàn có thể là trade được cái con Blacksmith. Ây, rồi. Rất nhiều luôn. Có nghĩa nào trade chủng gì không? Còn Shaman mà là... Ồ, mình còn một con mới. Con Duck Jaw này mình còn không thèm mấy cơ. Duck Jaw rất đẹp, khủng long à. Cái này giống khủng long vãi cả trưởng nhưng không có phải... À không, không có hệ Primer. Nhưng mà rất là giống khủng long. Duck Jaw. Đấy, con này chưa có anh em ạ. Mày đẹp lắm. Con Legend này cho lấy được trong cái sự kiện. Xem nào. Băng hội được rồi. Có ai đổi không nhỉ? Không ai đổi. Nói chung là nãy thao thì nó đẹp rồi. Con Nyx. Con nãy không phải con Nyx. Đây con Nyx anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng xem con Nyx như thế nào nhé. Nyx. Nyx Dragon. Không có tên ở đây à? Ồ. Nó thuộc cái đẳng cấp đó chính là Heroic anh em ạ. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Mình có thể tìm theo Heroic được. Đây là Old Heroic. Đây là những con mình có rồi. Còn đây những con mình chưa sử dụng đây. Có thể tên là Raven. Không phải con Nyx. Ôi nhìn trông này, nhìn trông tù vãi cả đạn anh em ạ nhờ. Heroic mà có 3 hệ có vẻ như cũng khá là cùi thôi. Nó không phải là một con hệ chính thống. Cho nên chỉ có thể lấy được trong Dragon Rescue. Và bây giờ thì hoàn toàn có thể triệu hồi ra một cách bình thường được. Ok, chúng ta sẽ Arena rồi này nhé. Boulder, Horai và Snapper Dragon. Hôm qua mình đã dồn hết điểm để giao một cái team mà rất là kinh hoàng với kia. Nó vả cho mình như chó. Thế mới khổ, thế mới khổ chứ. Hôm nay thì vẫn đánh được. Hôm qua tí thắng được cái team mạnh nhất thế giới. Kinh hoàng luôn. Titan và level 70. Giống thôi. Quảnh phết nhờ. Đổi con rồng khác anh em ạ. Một đợt này luôn. Còn gì đây? Con Snapper ấy, khá đẹp nhỉ.
Snapper Dragon nè. À, đau hết nhờ. Rồi, chúng ta sẽ tấn công bởi chiêu ánh sáng như thế này. Quá đẹp luôn. Chúng ta sẽ... con này sẽ bị khắc hệ này. Bị khắc hệ và chắc là chắn nó sẽ chết luôn. Mới phải đảm bảo anh em một cái này khắc hệ đúng không? Cái này tăng công khắc hệ đây. Bây giờ tôi đang là cứ an toàn ở trên hết. Đây này, khắc hệ này. Đây chắc chắn là khắc hệ này. Đấy. Cái kia như chỉ là tăng công thôi thì phải. Chẳng để ý lắm. Rồi, chúng ta sẽ kiếm thêm được điểm. Và sẽ là 14/20. Khá ổn. Anemon, Holy và Timeless Dragon à? Đấm luôn nhỉ? Đấm không? Đấm được anh em ạ. Đấy thôi. Này thì đơn giản, dễ chơi. 60% đam. Khắc hệ, à đấy, thấy chưa? Ngoài ra cái con này là chết rồi đấy anh em ạ. Mình không để ý là cái là khi là tèo rồi đấy. May quá nhờ. Nó sẽ làm là nhờ. Hoặc là chúng ta sẽ đổi liên tục các kiểu trưởng như trong này. Tiếp tục ra. Ok, chúng ta sẽ có chiêu hệ pull ở đây này. Pull line này. Rồi, chúng ta sẽ có là 17/20. Cái này sẽ là 40, 38 và 45. Đánh anh em. Rồi, chúng ta sẽ có 60% đam như này, 175k máu. Cái này sẽ là 108.173. Đấy. Conzella Polas. Một mình cân team anh em ạ. Team này yếu quá. Không đủ gọi đẳng cấp với sức mạnh để có thể đấu với mình được. Thế thôi, đơn giản và nhẹ nhàng. Xong ngay chúng ta sẽ có là 20/20 rồi. Season này sẽ kết thúc vào khoảng 14 ngày nữa nên nó rất là thoải mái thời gian cho anh em có thể chơi nhé. Nó không giống như một cái season trước quá nhanh. Darkness Sniper và cái arena của hiện tại. Ui, what the fuck, mình đã 12.000 cộng rồi anh em ạ. Mình đứng đầu luôn rồi. Kinh, đánh đấm gì? Không phải ranking anh em. Mà đứng đầu luôn, à không phải đứng đầu mà là đứng trên đỉnh rồi anh em. Darkness Sniper khỏe vãi, cái team của mình chuyên dành cho đánh cái này à? Chắc là vậy. Rồi, chúng ta có thêm 60% đam của siêu Black Hole này. Đấy. Ok, tấn công. Con này khá khỏe và nó có hệ nước nhưng mà nó không có hệ pull anh em ạ. Nên nhìn chung thì vẫn là nằm trong cái tầm kiểm soát, vẫn là dễ đối với mình. Ok, chúng ta sẽ có chiêu này, tập phát này. Rồi. Bên này sẽ làm 123.000 máu à? Bên này chưa gì đây? Bên này đi. Ui, chiến binh và rất nhiều cái hệ khác nữa mạnh hơn bên này. Ten. Khỏe đấy. Rồi, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều điểm ở bên này nhé. High Frozen, Golden Jupiter và Anemon. Ấy à, Golden Jupiter, cái con này mình rất thích đây. Nó là vị thần thần Jupiter. Mình tự nhiên là tưởng thần rớt cơ, nhưng mà không phải, nó là thần Jupiter nhỉ. Jupiter biết là ở trong chuyện nào, nghe rất là quen nhưng mà không nhớ lắm. Thật ra không nhớ nó là ở chuyện nào luôn. Bó tay luôn. Ok, ôi trời, thận chết, Jupiter nó khỏe lắm ấy. Ừ, may nhé. May mà nó không khắc hệ mà nó... Jupiter đẹp thế nhở. Thần sấm sét bằng vàng luôn nhá. Hiếm có, thật sự là ngon. Ok, 70, 45 và 40. Thì mày thì nó cũng bình thường thôi. Mình không thích đập ở này lắm. 45 và 45. Đập luôn. Mà cái này hiện tại giờ mình đánh thì nó cũng rất là phí. Chẳng để làm gì mấy, thật sự như vậy. Ok. Hắc ba sôm. Tại vì là mình đã được cái điểm mắc rồi nên lên cao nữa thì không để làm gì cả. Nó cũng chỉ thế thôi, đúng không?
Rồi, chúng ta sẽ đánh gì đây? Chúng ta sẽ sử dụng băng giá được không nhỉ? Được anh em ạ. Băng 4K. Khỏe thật sự. Rồi, chúng ta sẽ đã có 3-20 nhé. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.